tôi là Cụ Minh Đốc và đây là Bác Tấn Vũ, trợ lý của tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện mò mẫm bộ tiếng tên là Gary Phương để làm tiếng cho ông Tân Phương trên hai cái bàn phơ, một là Boss GT1 và hai là RB500 của Digitech. Theo nhận xét thì tiếng của ông này như thế nào? Nó là một cái phơ khá là cũ, khá là lâu đời, cho nên nó hơi khó chỉnh, dễ bị chặt. Nó vui là tưng tưng á, nó nhảy số à, chỉnh số chỉnh được không? Nó chịu khó một chút thì sẽ chỉnh được. Mất người ngủ trời, mất người ngủ trời. Rồi vậy mời các bạn nghe qua thử demo nha. Tôi sẽ sử dụng Boss GT1, ông già này sử dụng với một trẻ là Mac sẽ ứng Digitech RB500. Ok, mời các bạn nghe qua tiếng ha.
Tổng kết lại thì cái thằng mới nó dễ chỉnh tiến hơn, nó ổn định hơn, không có bị nhảy tưng tưng như cũ. Cái thằng cũ thì dễ, rất dễ nhảy tưng tưng, đang chỉnh mà nhảy 15, 32, 0, 38, 48, 50 vui nhảy bụng hơi mệt đầu xíu, nhưng mà chỉnh vẫn được, chỉnh vẫn được, tiếng nó cũng khá là ổn định, nhưng mà tất nhiên là không bằng mới rồi. Mới thì dễ chỉnh hơn. Dạ. Còn về chất tiếng thì sao? Chất tiếng thì nó không bằng mới, nhưng mà nó cũng xê xích không có nhiều đâu. Tiếng gốc của nó hả? Dạ. Tiếng gốc, tiếng gốc nó không bằng mới, đương nhiên rồi. Còn tiếng đã chỉnh rồi thì cũng ngang ngửa phải không? Dạ, ngang ngửa. Gọi là chỉnh nó mất thời gian chút thôi. Lâu hơn. Nếu các bạn cần hỗ trợ chỉnh thì có thể liên hệ contact ở dưới, thì chúng ta sẽ hỗ trợ các bạn.